sự kiện được tín đồ làm đẹp mong chờ sắp diễn ra. Mừng khai trương đón ngang qua tặng. Viện thẩm mỹ Diva khai trương chi nhánh 5 sao tại Cao Lãnh. Cơ sở vật chất với quy mô rộng lớn và hiện đại bậc nhất. Đội ngũ bác sĩ nhân viên nhiệt tình giàu kinh nghiệm. Cung cấp đa dạng các dịch vụ chăm sóc da, điều trị nám tàn nhang, cấy collagen, giảm mỡ bụng, trị sẹo rỗ laser CO2 proximal, tắm trắng, phun theo thẩm mỹ. Hơn 5 triệu khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ. Hãy đến với Viện Thẩm mỹ Diva chi nhánh Cao Lãnh để tận hưởng các dịch vụ đẳng cấp 5 sao. Ưu đãi các dịch vụ làm đẹp lên tới 50%. Bốc thăm trúng thưởng xe máy Vespa, lò vi sóng, máy giặt Toshiba với trị giá lên tới 100 triệu đồng. Cơ hội nhận ngay 150 suất thẩm mỹ miễn phí, duy nhất chỉ có tại Viện Thẩm mỹ Diva chi nhánh Cao Lãnh. Địa chỉ số 182-184 Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp. Hotline 1900 6689, website việnthẩmmỹdiva.vn.